Xin mọi người ngồi. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh khởi đi từ Chúa Nhật lễ lại. Năm nào cũng thế, chúng ta được nghe cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô do các thánh sử kể lại. Năm nay chúng ta nghe bản văn của Thánh Luca. Thế nhưng tôi mời gọi mọi người năm nay chiêm ngắm Chúa Giêsu và đi vào mầu nhiệm tự hủy của Ngài. Chắc có lẽ điểm nổi bật mà chúng ta có thể nhận ra ngay trong toàn bộ cuộc khổ nạn, việc xét xử Chúa Giêsu với quan tòa là Hê-rô-đê và Phi-la-tô, chúng ta nhận ra ngay Đức Giêsu Kitô im lặng. Quái lạ trước một phiên tòa như thế, được giải đi từ những người có quyền cả đạo và đời mà không thấy Ngài lên tiếng biện minh cho hành động của mình với những cáo gian mà người ta cố tình buộc cho Đức Giêsu Kitô. Ngài chỉ trả lời với các nhà lãnh đạo tôn giáo để họ nhận ra chân tính của mình. Ông nói đúng, tôi là con Thiên Chúa. Còn nói với Phi-la-tô, Chúa Giêsu cũng chỉ một lần xác định căn tính của mình là vua dân Do Thái. Thì ra sự im lặng của Chúa Giêsu vẫn có đấy, để con người như nhìn lại chính bản thân của mình. Sự im lặng của ngày mà Chúa Giêsu đã đứng ra xét xử chị phụ nữ phạm tội ngoại tình. Sự im lặng để cộng đoàn nhân loại sẽ nhìn lại bản thân của họ để họ xem coi họ có đáng để kết án một người. Một người dùng đời sống, lời nói, việc làm, hành động của mình để chữa lành, để ban ơn, để giúp cho người ta sống đúng với nhân phẩm của mình. Sau là chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô bị cô đơn. Dân chúng và những người thân đều bỏ Ngài, kể cả các môn đệ. Chúng ta không còn thấy một đám đông đi theo Giêsu trong những ngày Ngài rao giảng ở hoang địa để xin Ngài bánh ăn. Mọi người hình như tránh né Đức Giêsu Kitô vì sợ phải liên lụy đến một án tử mà ông Giêsu 33 tuổi sẽ phải chịu. Ngay cả các môn đệ hình như cũng để mặc thầy mình. Với những 3 năm đi theo thầy, sự huấn luyện của Đức Giêsu Kitô, những lời tiên báo của Ngài trước đây trong cuộc khổ nạn, hình như các tông đồ để ngoài tai. Cô đơn trong vườn cây dầu khi cầu nguyện vì các ông đã mệt và ngủ cả. Cô đơn và xót xa hơn khi bị bắt mà các tông đồ lại bỏ chạy. Không một người nào đứng ra bênh vực thầy mình. Thì ra khi nào được lời về bản thân thì người ta sẵn sàng đón nhận, nhưng khi có liên lụy đến mình thì người ta bỏ chạy, để cho một người là tôn sư phải gánh tất cả. Trước được hội đồng, những người có quyền của tôn giáo cũng chẳng một ai bênh vực, mà toàn là những người kẻ cáo gian. Trong khi đó, bên ngoài thì người tông đồ thân tín nhất được đặt làm đầu hội thánh thì lại chối tôn sư của mình. Xem ra Ngài bị bỏ rơi, cô đơn.
có chăng là vài ba phụ nữ đi theo khóc thương, còn lại chỉ đứng xa xa. Trở về với im lặng và cô đơn của kiếp người, chúng ta mới nhận ra chân tính của con Thiên Chúa mà bấy lâu nay được ẩn giấu trong bản tính của con người. Thế nên qua sự im lặng và dường như Đức Giêsu Kitô bị bỏ rơi trong cuộc thương khó này, người ta mới nhận ra Đức Giêsu Kitô không phải là một mớ kiến thức, cũng không phải là những bài giảng với những lời văn chương bóng bẩy, những khảo cứu về khoa học hay những khảo cổ để đào bới ngôi mộ hay những khăn liệm xác kia. Không, Đức Giêsu Kitô không phải là một mớ kiến thức chúng ta nói, chúng ta rao giảng, mà Ngài là một con người cần phải được bén rễ sâu trong tâm hồn và trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta muốn đón nhận Ngài, chỉ có sự im lặng của chúng ta, chỉ có sự rút vào với cô tịch của con người, tưởng chừng như chúng ta cô đơn, thì lúc đấy Đức Giêsu Kitô lại hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tôi mời gọi mọi người khởi đi từ hôm nay, chúng ta bước vào những ngày tuần thánh trọng đại, chúng ta sống vững đức tin một cách vững chắc, gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Và trong suốt những ngày này, đặc biệt là 3 ngày cao điểm thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh, tôi mời gọi mọi người cùng tôi hãy xem thật kỹ, ở lại với Đức Giêsu Kitô, chiêm ngắm Ngài, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của Ngài trong những ngày cuối đời, để từ đó chúng ta nhận được ân sủng mà chính sự im lặng cô đơn kia đã dạy cho chúng ta một bài học tuyệt vời, bài học trở về với chính mình, bài học thinh lặng để gặp gỡ Thiên Chúa, bài học rút vào nơi cô tịch để chúng ta có thể đón nhận và gặp được Đấng mà chúng ta tôn thờ. Amen.